Hân xin chào các bạn. Đã quay trở lại với góc chia sẻ của gia đình Hân. Hôm nay Hân chia sẻ cách làm món trứng cuộn xinh xắn, đơn giản ăn lại rất ngon. Với những nguyên liệu đơn giản và làm rất nhanh. Mời mọi người vào bếp cùng làm trứng cuộn với Hân nhé. Thành phần có 10 quả trứng gà, 1 quả ớt xanh, 1 quả ớt đỏ. Gia vị có 1 nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng nước lọc, 1 muỗng sốt cà chua, 1 ít hạt vừng và vài lá bạc hà. Hân bắt đầu làm nhé. Trước tiên mình đập trứng tách riêng lòng trắng ra một cái tô. Cho một chút muối, khuấy đều lòng trắng. Và cho riêng lòng đỏ ra một cái tô. Cho một chút muối và một muỗng nước lọc. Cho nước lọc vào trứng sẽ nở ra nhiều hơn. Và sau khi chiên, trứng sẽ không bị teo, vẫn giữ được độ mềm mọng nhé. Khuấy đều cho tan gia vị. Sau đó mình đi chuẩn bị ớt. Mình bổ đôi quả ớt và lọc hết hạt ra. Thái thành từng sợi mảnh. Sau đó cắt hạt lựu, cho vào lòng trắng. Thái cả ớt đỏ như vậy, cho hết vào lòng trắng. Khuấy đều cho xốp bột. Và bây giờ mình mang đi chiên. Cho chảo chiên nóng rồi rót vào đó 2 muỗng dầu ăn, sau đó lắc chảo. Cho dầu bám quanh thành chảo. Để lát nữa mình chiên mấy cạnh không bị cháy. Lưu ý cho lửa nhỏ thôi nhé. Đổ lòng trắng trứng vào chiên trước. Mình bắt đầu cuộn nó lên. Đổ tiếp một lớp trứng nữa. Mình lại cuộn nó lên cho dày hơn. Bây giờ mình cho lòng đỏ vào. Lớp áo màu vàng rực rỡ. Hấp dẫn quá. Tăng lửa chút cho trứng giòn nhẹ bên dưới. Trứng đã chín. Tắt bếp và cho ra đĩa thơm quá các bạn ạ. Lắc nhẹ chảo cho ra luôn. Để bớt nóng. Dùng dao cắt thành 8 miếng hình tam giác. Ok, giờ mình sẽ để co lên trứng. Một chút sốt cà chua. Vài ba hạt vừng. Và thêm mấy lá bạc hà, nhìn cho giống quả dâu tây, nhìn dễ thương không các bạn? Đơn giản không? Đây là một cách nêm nếm vừa ăn cho tất cả các bạn. Bạn nào ăn mặn nhiều thì dùng thêm nước chấm nhé. Mình ăn thử miếng coi. Ngon quá. Chắc ăn hết luôn mất. Hân chúc các bạn nấu được những món thật là ngon. Nếu thích video tặng Hân một sub nhé. Hân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Hân cảm ơn và chào tạm biệt.